Chúc mừng sinh nhật em. Thổi nến đi nào. Bưng, bánh của em nè, vui không? Dù thời gian có trôi qua nhưng không gì có thể thay đổi. Chúc mừng sinh nhật em. Chị gái tôi cuối tuần sẽ về thăm nhà. Chúng tôi lâu lắm rồi không được gặp nhau. Em nhớ chị lắm. Em nhớ cả những trò chơi khăm của chúng ta nữa. Vào nhà đi. Không gì tuyệt hơn là dành chút thời gian quý báu để bên cạnh nhau bằng cách xem lại những tấm hình cũ. Nhìn nè, lúc chúng ta còn nhỏ xíu và thật đáng yêu. Và mẹ thì lúc nào cũng lo cho các đứa con của mình. Không được chơi khăm nhau trong nhà nữa. Tôi phải lấy miếng giấy này ra ngay. Cuốn album ảnh đã đưa ký ức tuổi thơ của chúng tôi ùa về. Em có nhớ những trò chơi khăm con nít nhưng thật vui của chúng ta không? Như lần em không thể tự cởi trói mình ra khỏi đống dây đèn ấy. Đến giờ chụp hình rồi, cười lên nào. Em gái, trông em thật rạng rỡ. Xong rồi, chị đi đây. Ê, vậy còn tháo dây đèn ra cho em. Ai đó cứu con sâu Giáng sinh tội nghiệp này đi. Chúng ta rất thích selfie cùng nhau. Trừ những lúc lưỡi của chị hủy hoại mọi thứ. Cười lên nào, tấm hình này sẽ đẹp lắm đi. Nè, chị chảy nước dãi khắp lỗ tai em rồi, kỳ cục quá đi. Tôi không muốn dọn dẹp đâu, nhưng tôi phải làm, vì đây là trách nhiệm của tôi. Tôi đáng lẽ đã dọn dẹp xong từ lâu, nếu em gái tôi không lẻo đẻo ngay sau lưng để bày bừa ra tiếp. Đây là có rác nữa à? Ở đâu ra vậy? Tôi vừa dọn xong mà. Mẹ ơi! Ôi! Có một cái bánh thật ngon trên bàn. Ngon thật đấy. Sẽ không ai giận nếu tôi chỉ ăn một miếng đâu. Tôi không muốn phá hỏng chiếc bánh. Nên tôi sẽ chỉ ăn ở bên trong. Ngon quá! Một bữa xế no nê. Tôi đã làm cái bánh lõm xuống như một miệng núi lửa. Tôi sẽ đóng nắp hộp lại để không ai phát hiện ra. Em gái tôi mời bạn bè về nhà ăn bánh. Hình như có ai đó ở đây trước đó rồi thì phải. Chắc chắn là bà chị của tôi rồi. Mẹ ơi! À! Cháy! Cháy! Cứu với! Cháy trong nhà bếp! Em gái tôi thật dễ tin người. Trò báo cháy giả này lúc nào cũng thành công khi mà bạn muốn dành chỗ của cô ấy để xem tivi. Thật thoải mái. Đâu có mùi cháy. Tôi nghĩ vậy. Được chị à, chờ đó. Hãy xem có gì mới trên story Instagram của bạn tôi nào. Ôi không, gì cũng được nhưng đừng là cái này. Em gái tôi đã lén quay phim tôi đang nhảy trong nhà bếp. Tôi mắc cỡ với bộ đồ ngủ con hươu đó. Quá đáng lắm luôn. Em làm sao vậy hả? Xóa ngay video đi. Tháo nó xuống ngay lập tức. Không thì chị sẽ đăng hết những tấm hình em còn niềng răng với gương mặt đầy mụn đó. Tốt thôi. Tôi chuẩn bị đi tiệc. Tôi phải chuẩn bị quần áo. Sau đó tôi mới đi được. Tôi cần vài đôi giày. Đây là những đôi đẹp nhất. Wow, gì đây? Tất cả giày của tôi đều bị cột lại với nhau bằng dây cáp. Thật khủng khiếp. Giờ làm sao tháo ra đây? Nè em gái, em làm đúng không? Trò này được lắm. Trò này phần nào đã thành công rồi đó. Nhưng tôi cần kéo. Và đây chính là bằng chứng phạm tội. Hay lắm em gái, khỏi chối nữa nha. Makeup của em hôm nay đẹp quá. Chị ơi, đưa điện thoại em được không? Em muốn selfie. Toilet chính là nơi hoàn hảo cho những trò chơi khăm. Tôi sẽ giấu chiếc điện thoại đi và quăng cái ốp điện thoại xuống nước. Úi! À, xin lỗi em, cái điện thoại em bị rơi xuống nước mất rồi. Chị xin lỗi lắm lắm. Em gái tôi đã đưa tay vào toilet. Thật kinh dị.
điện thoại đáng thương của tôi. Ê, đây là trò đùa sao? Tốt nhất là chị nên chạy ngay đi. Tôi muốn tắm để thư giãn, nhưng tôi quên mất là trò chơi khăm của nhỏ em gái có thể ở bất cứ đâu. Nó đã chuẩn bị cả một mớ thuốc nhuộm tóc dành cho tôi. Giờ thì tôi trông như Harley Quinn. Cảm ơn nhé, nhà tạo mẫu tóc riêng của tôi. Nhà tôi hôm nay đang giặt đồ. Ô, chị gái tôi bỏ quên tiền trong túi quần rồi nè. Nhưng tôi sẽ lo vụ này. Tôi sẽ đổi tiền thật của chị ấy bằng tiền giả và thêm tấm hình in từ chứng minh nhân dân của chị ấy. Tôi làm cả bộ. Giờ thì tôi bắt đầu giặt đồ thôi. Tất cả những thứ quan trọng đều ở trong cả rồi. Chị tôi đã thấy tiền của chị ấy trong máy giặt. Ô không, dừng cái máy lại ngay đi. Tiền của tôi cần phải lấy ra mà. Ai đó cứu tôi đi. Cuối cùng cũng giặt xong. Lấy mớ lộn xộn kinh khủng đó ra thôi. Ô wow, là giả sao? Tôi tự hỏi tiền thật của tôi đang ở đâu rồi. Chị tôi luôn để ý tới hơi thở của chị ấy. Tôi sẽ đánh tráo chai xịt thơm miệng của chị ấy bằng chai xịt tỏi. Tôi sẽ ép tỏi lấy nước và cho vào chai xịt thơm miệng. Eww, mùi nó nồng quá. Chị tôi sẽ hẹn gặp bạn trai ở quán cà phê. Đây đúng là cơ hội tuyệt vời để làm gì đó cho hơi thở của chị ấy. Nè chị, cho chị ít xịt thơm miệng nè. Eww, mùi gì đây? Đúng là ác mộng. Trò chơi khăm khác nữa sao? Quá trễ rồi, anh ấy đã ngồi vào bàn. Tôi phải ngậm miệng lại nguyên cả buổi hẹn. Nhưng muốn kìm lại không ho thì khó quá. Anh ấy không thích mùi tỏi thì phải. Anh ấy là ma cà rồng chăng? Điện thoại tôi đang reo thì phải. Tiếng nó phát ra từ đâu ta? Cái bàn bày bừa quá nên tôi không tìm thấy được nó. Tôi sẽ dọn lại gọn gàng. Wow, chúng tôi đã đặt cái pizza này cả tháng trước. Xong rồi đó, gọn gàng lại rồi. Và điện thoại tôi đây rồi. Cuối cùng cũng tìm thấy. Nhưng không lâu đâu, chị tôi về là cái bàn bừa bộn và ngay lập tức biến nó trở nên thật lộn xộn. Giờ nó trông như cái tiệm làm tóc bừa bộn vậy. Vết son trên mặt bàn trắng sao? Đùa hả? Ê, tôi vừa dọn xong. Được lắm, tôi sẽ giấu đồ makeup của chị ấy để chị ấy sẽ phải lật tung cả thế giới để tìm nó. Hy vọng là em sẽ cho chị được một bài học. Trò chơi khăm dành cho chị của tôi đây. Tôi đã làm giấy wax lông giả từ giấy và băng keo hai mặt. Tuyệt, nhìn nó như thật ấy. Giờ tôi chỉ cần ngồi chờ xem chị ấy wax lông chân. Sẽ đau lắm đi. Khoan đã, cơn đau quằn quại không chịu nổi đâu hết rồi. Lông chân tôi vẫn còn. Tôi nghĩ chắc miếng wax đó đã bị hư rồi. Cuộc chiến gối là thứ mà chúng tôi thích nhất khi còn nhỏ. Cẩn thận đi em gái. Quả là một trận đấu gay cấn. Vui quá đi. Thật là tuyệt khi chúng ta có người để chơi cùng và bày trò để chọc người đó. Có chị em gái thật là tuyệt vời. Các bé con đã chịu hòa nhau rồi. Các con là niềm tự hào và niềm vui của mẹ. Các bạn có thích các trò chơi khăm của chị em chúng tôi không?
hãy bình luận bên dưới nếu bạn có chị em gái và cách mà bạn sẽ chơi khăm cô ấy nhé. Và đừng quên like video này, đăng ký kênh của chúng tôi và nhấn vào chiếc chuông để chắc rằng bạn không bỏ lỡ trò đùa mới nào từ kênh Trôm Trôm.